Răng vậy thì niềng làm gì? Lớn tuổi rồi mà còn niềng cái gì? Vâng, chào cả nhà, bác sĩ Ngọc Anh đây. Câu chuyện ngày hôm nay rất là đặc biệt bởi vì một chị U50 đến niềng răng, chị dẫn con đến niềng này, cháu đến niềng này. Trong cái thời gian mà dẫn con với cháu đến niềng thì chị quan tâm đến hàm răng và một lần thì chị hỏi nhỏ nhẹ là theo bác sĩ chị có nên niềng không? Tại vì sao, chúng ta cùng theo dõi nhé. Thì khi mà ở ngoài nhìn vô thì chị cười bình thường, cũng không có lộn xộn hay là hô quá, đúng không? Nhưng mà vấn đề của chị khá nhiều. Thứ nhất là cái hàm dưới chị mất đến hai cái răng này, các bạn thấy không? Thì những cái răng này nó sẽ đổ vô và hai hàm nó không khớp với nhau. Thêm nữa là hàm trên này nó không khớp đúng cái răng nào hết á. Hàm trên chị còn có cái răng sứ cũ mà nó hư nhiễm trùng rồi, cho nên chị bảo là bây giờ chị quan tâm thực sự đến cái hai hàm nó khớp với nhau như thế nào. Và để cho hai hàm khớp với nhau mà vẫn là răng thật của mình thì giải pháp là gì ạ? Niềng răng. Trải qua gần 2 năm niềng răng, và niềng răng thì không có phân biệt độ tuổi đâu. Chỉ cần là khi mà bạn vệ sinh răng miệng kỹ nè. Thứ hai là tình trạng nha chu, tức là xương xung quanh những cái răng nó ổn á, thì công nhận là niềng cho người lớn á, thì chậm, chạy chậm hơn là niềng cho các bạn trẻ. Nhưng mà vẫn niềng được nếu như thực sự bạn muốn quan tâm hai hàm khớp nhau như thế nào. Và sau khi niềng thì bạn thấy là ở phía trước nó sẽ đều ha. Quan trọng nhất khi niềng là sau khi niềng các bạn sẽ thấy là hai hàm khớp với nhau, lồng múi với nhau tốt, và những cái khoảng mà mất răng của chị á, đóng kín lại luôn, không cần phải nhổ bớt cái răng nào hay là trồng răng gì hết. Thì đó là mục tiêu của cái việc mà trước niềng này, sau khi niềng thì hàm răng nó sẽ đều đẹp hơn và vẫn giữ răng thật của mình, tiết kiệm được, không cần phải trồng hai răng mất nữa chứ. Hy vọng câu chuyện này có thể truyền cảm hứng cho các anh chị vẫn muốn cho hai hàm răng khớp với nhau tốt, quan tâm đến cái chức năng của hàm, vẫn có thể niềng răng được, không phân biệt độ tuổi nha. Và những cái điều này mình có nói trong cuốn Hành trình niềng răng mới do chính mình làm tác giả nhé.